Cảm lạnh luôn anh ạ. Hôm qua em qua ngủ với anh à? Hay không ngủ luôn không hay là ăn con câu chuyện nữa? Nó thực sự về chuyện tình cảm của nó. Nó thực sự về tình cảm của nó. Con bé kia. Không biết như anh nghĩ đâu. Này cái kia. Tại thằng kiệt hết. Nó cứ đẩy thuyền cho em. Nó cứ bảo là nhất quyết là hai chúng nó đã thôi nhau rồi. Đấy. Thì em mới đâm vào, em mới lao vào rồi nhớ. À thế là đang nghe là thôi rồi, nhưng mà thằng Kiệt nó cứ đẩy thuyền nó đâm vào đi. Nó cứ đẩy thuyền, ý nào nghĩa là bảo là bọn thằng người yêu kia ấy. Thôi rồi. Nó nói thằng người yêu kia thôi rồi. Nhưng mà Kiệt thì cứ đẩy thuyền, bọn nó thôi nhau rồi. Anh tấn công đi. Nhưng thật ra chúng nó thôi thôi đó đúng không? Mà đổ đây có biết như nào đấy? Nhưng mà đổ đây có biết như nào ấy? Cùng quê à? Đổ này đổi Quang với Kiệt với cả con bé kia đấy. Cùng quê đấy. Cùng quê à? Đau khổ ấy. Đấy. Em sao? Mày nó con Nhi là như thế nào? Trẻ sao? Trẻ như nào? Mẹ thích cái món con mẹ thảo này ra. Em gì? Thích đâu? Cũng thích á? Mày nhìn thẳng mặt nhìn kỹ vào mắt anh này. Cái đôi mắt của mày đang nói dối. Không hề nói dối. Thích. Không thích.